Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại với kênh Mẹ Mua Giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Mình thấy dạo này đang có cái món hot là món gỏi sứa này, nên mình mua bịch về trên siêu thị Costmart về nha. Cái này mình mua quả sứa thiên nhiên này, ăn liền nha. Thương hiệu của Xuân Thanh này, chất lượng quý hơn vàng nha. Là họ ưu tiên chất lượng nha. Đấy, đặc sản sứa ăn liền. Khối lượng của nó là 350g này. Đó, giá của nó là 23.800 đồng nha. Đây, cách làm của nó đây là cắt gói sứa để ráo nước này, xong dễ lạc, lạc là đậu phộng đó nha, vừng là cái giống cái mè á, nhắc đều đến sứa này, xong rau là tía tô này, kinh giới này, mùi tàu thái nhỏ trộn đều nha, ăn kèm là sung hoặc cuốn với bánh đa nem cũng được, nước chấm là nước chấm chua ngọt đấy, chanh đường nước mắm tỏi ớt này, đấy, tùy vị của mỗi người, cái này sản xuất tại Sầm Sơn Thanh Hóa này, đó, hạn sử dụng ở đây 20 tháng 4 đến 20 tháng 10. 6 tháng nha. Đó, giờ mình sẽ cắt đây. Mình chuẩn bị một cái rổ. Mình sẽ cắt này. Rồi, họ vẽ kéo và cắt tới qua. Lần đầu tiên mình ăn món này luôn đấy, mọi người ăn chưa không biết đấy. Mình lần đầu tiên ăn luôn đấy. Đây. Con bịch nó là như vậy nha. Nhìn sứa này nhìn giống như bạch tuộc ấy. Đây này, ở trong đây họ để nước này. Đó, nên giờ mình sẽ cắt bỏ đi để cái nước nó ráo hết nước. Đó, giờ sẽ cắt nha, đây có chỗ cắt. Cái này là họ chế biến sẵn rồi, mình chỉ cần để vào thôi. Ngửi mùi nó như vậy giống mùi của nấm ấy, cây nấm mình ăn ấy. Không có vị tanh gì hết. Đây, mình đổ ra. Không có nước. Đấy, vậy thôi. Đó. Mọi người sẽ để cho nó đến khi nào là cái nước nó ráo hết thôi. Đây là một bịch nước này. Đó, đây này. Rất là đẹp, dễ thương. Dai nha, nhìn rất là vẻ dai dai nha. Đó. Rồi, mình sẽ đi giờ mình trong thời gian chờ đợi ráo nước mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu nha. Đi rang đậu phộng đồ nha. Trong thời gian mình đã hết nước ráo nước rồi này, sứa ráo nước rồi, cho đây nha. Cho đĩa vào chỗ. Cái này mọi người cũng có thể là cắt nhỏ lại cũng được nha. Ai không ăn to thì có thể cắt nhỏ lại cũng được. Mình thích để cả miếng lại cũng được. Đó, rất là nhiều nha. Một cái phần như vậy mà làm đầy đủ hết nước mắm, nước chấm là trên Bảo Lộc mình đang bán là 65.000 một phần đó. Rất là mắc nha. Đó. Đó, rất là nhiều nha. Nhìn vậy thôi chứ rất là nhiều nha. Đó, nhìn cái này như là miếng kiểu như quả dừa thái ra. Đây này, nguyên liệu của nó này. Và thành phần của nó là gồm có sữa muối phèn này. 80% này, nước 10% này, đường 3% này, giấm 5% này, muối tinh là 1,5% này, tỏi là 0,5% nha. Đấy, họ làm tổng hợp như vậy trong đó nha. Đó, giờ mình đây bát nước mắm mình làm sẵn này. Nước mắm này của mình là nước mắm chua ngọt nha, có nước đường này, nước mắm, một xíu nước, một quả chanh nha. Đây, gia vị đổ ướp đây. Cái này là ngò gai này. Mấy này thì mọi người sẽ cho tùy ý của mình nha. Này là húng quế này. Đó, còn này là tía tô. Đó, là theo y ở trong đấy họ chỉ nha. Mình sẽ trộn đều lên nha. Mọi người thích ăn cái nào nhiều thì có thể cho đấy nhiều, ăn nào ít thì có thể cho đấy ít nha. Đó. Mình biến tấu thêm, mình sẽ cho thêm một chút xíu tiêu nữa nha. Tiêu nhà mình, tiêu nhà mình trồng, nhà mình xay luôn á. Sẽ rắc thêm một ít cho nó thơm. Mình lần đầu tiên ăn món này luôn, thấy giờ đang hot nhất món này luôn á. Là đậu phộng nha. Mọi người có thể cho thêm mè nữa. Đậu phộng cũng có thể để rẽ nát hoặc để vào cũng được nha. Đó. Rồi ớt, ai ăn thích ăn ớt thì cho ớt nha. Đó, cái này mình làm cho cả người lớn lẫn bé ăn nên
Nhìn đẹp không? Đó. Mọi người nhìn này, y hệt hình luôn này, đấy gần giống hình luôn này. Sứa họ để ở dưới, mình để ở dưới, rau thơm các loại. Đây họ có thể cho thêm dưa leo nữa này, rồi cà rốt. Đó, giờ mình ăn thử nhé. Đây, làm miếng bé bé thôi. Đó, miếng này nha, đấy, miếng sứa, ít rau, loại và hộp đậu phộng. Đó. Mọi người thưởng thức thử nha. Ngon lắm nha. Cái sứa này họ bóp vào cái gì á, ăn vô nó ra thơm, thật sự đã lắm nha. À, họ làm món gì á, ăn không cũng được, ngon lắm. Thật sự này, nó có vị của giấm, họ thử mùi rất là ngon nha. Rổ thơm của húng quế này, rổ thơm rất là thơm nha, ngò gai vô ăn rất là thơm. Cực kỳ ngon luôn nha. Mọi người có thể cho thêm ớt và nó tuyệt vời luôn. Nhưng mọi người nhớ cho thêm tí tiêu vào, nó đánh thêm bụi thơm. Nhất là không thể thiếu là ngò gai với cái rau thơm nha. Nó làm cho đồ ăn mình thêm ngon hơn nha, hấp dẫn hơn nữa. Họ làm rất sạch, rất là ngon luôn. Nhưng ăn không cũng được luôn. Mình đã không? Ăn muốn sụt sụt. Không có vị mặn mặn của giấm, muối hoặc khử mùi á. Rất là ngon. Không thấy một vị tanh, vị giết gì luôn nha. Cảm ơn mọi người đã yêu quý xem hết video của mình. Nhớ like, đăng ký kênh cho mình nha. Mọi người hãy làm theo cách của mình sẽ có ngon lắm nha. Xin chào, hẹn mọi người trong video mới nhất nha.